Hãy Yến xin kính chào quý khán giả của chương trình du lịch cuối tuần. Quý khán giả thân mến, cuối năm là thời điểm mà các loài hoa đua nhau khoe sắc. Và Đà Lạt bây giờ, hoa giả quỳ đã dắt vàng trên những quả đồi. Những con đường của Đà Lạt cũng ngập sắc trắng của hoa ban. Và đặc biệt, loài cỏ hồng cũng trải những thảm hồng rực rỡ dưới những cánh rừng thông ở khu vực suối vàng. Còn chân chơi gì mà không đến Đà Lạt vào mùa đẹp nhất trong năm phải không ạ? À? Và trước khi đến với nội dung chính của chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng điểm qua một số thông tin du lịch. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh của 25 mô hình du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 3 mô hình tại huyện Lạc Dương, 15 mô hình tại thành phố Đà Lạt còn lại là các mô hình ở huyện Đức Trọng, Đơn Dương và thành phố Hố Bảo Lộc. Mục đích của đợt kiểm tra là đánh giá quá trình đầu tư cơ sở vật chất, công tác phục vụ du khách đến tham quan, thưởng lãm, thực hiện các tiêu chuẩn, quy định để công nhận của các cơ sở, mô hình kinh doanh hoạt động du lịch canh nông ở các địa phương, đồng thời nắm bắt những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện mô hình này. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng hướng dẫn thêm về quy trình, thủ tục để được công nhận hoạt động của các chủ cơ sở. Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có 23 mô hình được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng công nhận kinh doanh hoạt động du lịch canh nông theo các tiêu chuẩn và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở kiểm tra thực tế, đoàn sẽ tiến hành đánh giá, rà soát lại để công nhận thêm các mô hình kinh doanh hoạt động du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. để tránh tình trạng đậu đổ xe không đúng nơi quy định và hạn chế ủng tắc giao thông thành phố đà lạt đã triển khai cấm biển báo cấm đậu xe vào các ngày chẳng lẽ tại một số tuyến đường lắp đặt biển báo cấm một số loại phương tiện vào giờ cao điểm mặt khác lực lượng công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở xử lý các trường hợp dừng đậu đổ xe không đúng nơi quy định lấn chiếm lòng lề đường để giảm áp lực về giao thông mục tiêu trước mắt mà thành phố đà lạt triển khai thực hiện là đến năm 2020 phải dành tối thiểu từ 23 đến 25% quỹ đất cho hạ tầng giao thông. Còn giải pháp về lâu dài, thành phố Đà Lạt đề xuất quy hoạch các bến xe vệ tinh như bến xe Đông Bắc Đà Lạt, bến xe Trạm Hành, bến xe Tà Nung, Xuân Thọ. Cùng với đó, việc tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo trực tự an toàn giao thông, cảnh quan đô thị, trả lại không gian cho người đi bộ phải được triển khai một cách thường xuyên, liên tục. Có như vậy, giao thông Đà Lạt mới hy vọng được đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như khách du lịch. Còn gần 10 ngày nữa, mùa hội có Hồng Lan Biang 2018 mới chính thức khai mạc. Nhưng từ nhiều ngày qua, hàng trăm du khách đã đến khu vực suối vàng, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, nơi sẽ diễn ra lễ hội để tham quan, chụp hình. Theo ghi nhận của phóng viên, Hai ngày cuối tuần vừa qua, từ rất sớm, hàng trăm du khách, nhất là những người trẻ tuổi, đã nô nước đến các cánh rừng thông thuộc khu vực gần hồ suối vàng. Đây là thời điểm có hồng nở rộ, mỗi năm một lần. Tất cả du khách đều tập trung ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất bên đồi cỏ hồng trùng điệp vào buổi sớm tinh sương. Mùa hội cỏ hồng Lan Bi An 2018 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tại khu vực đồi thông hồ bên kia suối vàng thuộc địa bàn thị trấn lạc dương trong mùa hội này du khách sẽ được tham quan chụp ảnh miễn phí với đồi cỏ hồng cùng một số tiểu cảnh mang đậm bản sắc cao nguyên lâm viên lang biang trong khuôn khổ của mùa hội huyện lạc dương còn tổ chức các cuộc thi ảnh chuyên nghiệp và không chuyên một hoạt động hấp dẫn khác là giải đua ngựa không yên phó ngựa thảo nguyên cỏ hồng dành cho bà con cơ ho ở lạc dương cùng một số chương trình đặc sắc mang đậm dấu ấn của vùng cao nguyên lang biang huyện lạc dương